cái nồi phun chờ 29 mới làm nồi xong rồi nữa. Số luôn rồi. Số này số đó. Rồi xong anh. Chứ nồi diêm chạy cháy quá hả? Nếu yêu cầu đi hỏi mình nha. Rồi ok. Xe Đà Nẵng rồi hả là? Đúng rồi. Bữa mới đi tour không phải vậy? Giở đầu coi. Hả? Nhẹ coi. Để gì tái thì tôi đi kêu đấy. Để mình lên. Đường là mà đi con đi là Vinh Exeter.